Với mục đích xây dựng quy chuẩn trong xử lý ngộ độc thực phẩm tập thể tại bếp ăn của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, sáng nay 13 tháng 12, một cuộc diễn tập xử lý điều tra ngộ độc thực phẩm tập thể có quy mô lớn đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để các bệnh viện, các cơ sở y tế ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam học hỏi kinh nghiệm, cách thức xử lý một vụ ngộ độc thực phẩm sao cho hiệu quả nhất. Tình huống giả định diễn ra tại một công ty ở một khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau bữa ăn trưa của 5.000 công nhân, đến 15:30 cùng ngày có 4 công nhân, sau đó là trên 20 công nhân có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn và nôn. Một số người có biểu hiện tiêu chảy. Ngay lúc đó, tại các phân xưởng sản xuất khác của công ty cũng xuất hiện thêm nhiều công nhân có biểu hiện tương tự, cũng được chuyển lên phòng y tế. Sau khi nhận được tin báo, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xử lý, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm. Buổi diễn tập thu hút được sự quan tâm của nhiều đơn vị y tế ở các tỉnh thành vì đã cho thấy những quy trình cần thiết để xử lý hiệu quả một vụ ngộ độc thực phẩm. Điều mà hiện nay rất ít Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm và cơ sở y tế thực hành tốt.